sân vận động không chỉ là kiến trúc mang tính biểu tượng mà còn là ngôi nhà của câu lạc bộ, các cổ động viên và địa điểm được các đội tuyển quốc gia chọn để thi đấu. Khu vực châu Á có nhiều sân đấu lọt top những sân đấu hàng đầu trên thế giới. Những mặt sân mang tính biểu tượng và thường xuyên được hàng vạn cổ động viên lấp đầy các khán đài để cổ vũ cho đội bóng mà mình yêu thích. Sân vận động gây ấn tượng nhất của khu vực Đông Nam Á chính là Gelora Bung Karno của Indonesia. Sân đấu nằm ở thủ đô Jakarta có sức chứa 80.000 người. Trước khi cải tạo cho Asian Cup 2007, đã có sức chứa tới 120.000 người, nổi tiếng nhất trong khu vực. Sân được chia thành 24 khu vực và thành các tầng trên và dưới, có mái thép hùng vĩ, tạo thành một vòng tròn lớn. Sân được xây cho Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ tư vào năm 1962, được đặt theo tên của Tổng thống đầu tiên của Indonesia, Sukarno, và đã tiếp tục tổ chức một số giải đấu bóng đá và các trận đấu quốc tế ngoài 3 giải vô địch điền kinh châu Á, và cũng là nơi tổ chức Đại hội Thể thao châu Á năm 2018. Sân vận động quốc gia Bukit Jalil của Malaysia xếp thứ 2 trong danh sách các sân đẹp nhất ASEAN. Nơi đây cũng được sử dụng cho AFC Asian Cup 2007. Sân được xây năm 1994, có sức chứa lên đến 100.000 người, nằm ở phía nam của thủ đô Kuala Lumpur và là một phần của khu liên hợp thể thao quốc gia ở khu vực Jan Jali, được xây dựng để tổ chức Đại hội Thể thao Khối thịnh vượng Trung năm 1998. Sân vận động Sydney hoạt động vào năm 1999, sử dụng để tổ chức Olympic và Paralympic Sydney 2000. Ban đầu sân có sức chứa 110.000 người, nhưng năm 2003 đã tái cấu trúc giảm xuống còn hơn 83.000 chỗ ngồi. Năm 2015, nơi đây chứng kiến Australia đánh bại Hàn Quốc 2-1 để vô địch Asian Cup 2015. Sân vận động Rajamangala nằm ở thủ đô Bangkok, chính là sân nhà của đội tuyển Thái Lan. Sân xây dựng năm 1987 trước Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 13 và có sức chứa gần 5 vạn chỗ ngồi. Ban đầu, sân có sức chứa hơn 8 vạn chỗ ngồi, cũng được sử dụng cho Asian Cup 2007 và nhiều sự kiện lớn. Gần nhất, sân đấu này là nơi tổ chức vòng chung kết U23 châu Á 2020. Sân Mỹ Đình được AFC giới thiệu là khu liên hợp thể thao quốc gia Việt Nam, là một địa điểm đa năng nằm cách trung tâm Hà Nội 10 km về phía tây. Sân có sức chứa 40.192 chỗ ngồi, được khai trương năm 2003 và được sử dụng cho AFC Asian Cup 2007. Sân bắt đầu xây dựng vào năm 2002 và được chính thức khai trương vào ngày 2 tháng 9 năm 2003, nơi tổ chức một trận giao hữu giữa U23 Việt Nam và câu lạc bộ ở Super League Trung Quốc Thượng Hải Shenhua. Sau đó, Mỹ Đình được sử dụng cho SEA Games 22. Vào năm 2007, khi AFC Asian Cup được tổ chức ở Đông Nam Á, sân vận động Mỹ Đình đã tổ chức tất cả các trận đấu trừ một trận ở bảng B. Việt Nam đã đánh bại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất 2-0 trong trận mở màn trước khi tiến tới vòng tứ kết và chỉ chịu thua Á quân Nhật Bản. Điều trùng hợp là 12 năm sau ở Asian Cup 2019, Việt Nam cũng thua Á quân Nhật Bản. Gần đây hơn, Việt Nam đã đánh bại Malaysia để nâng cúp AFF 2018 trước cổ động viên vào ngày 15 tháng 12 năm 2018.